Tại di tích An Sơn Miếu, đồ lễ chủ yếu là hoa tươi và trái cây. Lò đốt vàng mã đã được khóa lại như thế này. Đây là một cái chủ trương rất là đúng đó, đang giảm được cái chi phí cho bà con về cái mua và đốt vàng mã. Và đặc biệt là cái nó sẽ giảm được cái nguy cơ gây cháy nổ, nhất là mùa khô. Tại các di tích khác trên địa bàn huyện Côn Đảo, người dân và du khách đến thăm viếng chỉ mang theo hoa quả. Nhiều người còn hạn chế sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần. Mình có thể mua một bó hoa nhỏ, một giỏ trái cây để hiện tấm lòng thành của mình là được rồi. Em đi hết những cái di tích ở đây và thấy mọi người đang hưởng ứng để đẩy cái điều đó trở nên tích cực hơn. Hoàn toàn đồng ý và hoan nghênh cái chủ trương của huyện Côn Đảo mình. Tại vì cô thấy ví dụ như từ ở thành phố nó nóng nực lắm. Vừa mới xuống máy bay đi ra, đi dọc cái con đường thôi là cô đã thấy cái không khí thiên nhiên và ở đây cây cối rồi rất là tốt đẹp. Mà nếu mà mình giữ được cái môi trường xanh sạch đẹp như vậy thì rất là tốt. Theo thống kê của huyện Côn Đảo, cao điểm du lịch trung bình mỗi ngày có từ 1.400 đến 1.600 bộ vàng mã được đốt tại các điểm di tích. Việc nói không với hoạt động cúng đốt vàng mã không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần xây dựng hình ảnh Côn Đảo xanh và văn minh.